Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì tại studio của chúng tôi có thể nói cũng nhuốm lấy cái không khí lạnh từ bên ngoài đi vào. Anh có thấy lạnh không? Dạ vâng, sáng hôm nay thì với nhiệt độ là 36 độ F bằng tương đương khoảng với 2 độ C thì quý vị có ra ngoài đường mà đứng uống một ly cà phê được hay không? Chúng tôi phải đeo bao tay vào tại vì tay nó sẽ lạnh lắm thưa với quý vị. Nhưng mà cái thời tiết lạnh này đó là ảnh hưởng của một cơn bão mùa đông. Trong cái ngày thứ tư và thứ năm vừa qua, một số những vùng mà chưa bao giờ có tuyết cũng đã người dân nhìn thấy được tuyết và họ vui mừng lắm anh. Họ ra ngoài sân trước cửa nhà, họ nói, họ mở cửa ra nói, wow, đây là tuyết thật rơi xuống. Mà bao nhiêu năm nay chưa có tuyết. Như là con đoạn đường Ortega Highway 74 ở vùng Lake Elsinore ngày hôm qua, người ta đã phải đóng đường lại tại vì tuyết đã làm cản trở lưu thông. Rồi một số những con đường mà đi chơi ở trên vùng núi đó thì cũng đã kẹt xe tại vì hàng ngàn chiếc xe đi lên mà không đi đâu được. Nhưng mà có khi nào anh sinh sống, anh ở tại một cái vùng nào mà tuyết phủ không? Chưa bao giờ. Nhưng thưa quý vị, có thể nói vào những ngày đầu đi đến định cư tại Hoa Kỳ, chúng ta thường thường nghĩ đến những cái hình ảnh tuyết xuống rất là tuyệt vời. Và tôi cũng có cái thầm nghĩ rằng tôi đến định cư tại Boston, thì lúc đó tôi nghĩ rằng chắc có lẽ rất là tuyệt vời khi nhìn thấy tuyết. Nhưng kính thưa quý vị, tôi đến định cư vào tháng 9 thì đến tháng 12 một cái cơn tuyết phủ xuống đầu tiên. Và cái điều đầu tiên tôi nghĩ, I have to get out of here. Và tôi phải nghĩ phải rời khỏi cái vùng này. Kính thưa quý vị, lúc buổi sáng sớm dậy, nếu ở trong những cái vùng lạnh, quý vị phải để máy 4-5 phút. Thế là vào cái thời điểm đó xe cộ cũng như chưa bây giờ. Và đặc biệt là chúng ta phải xúc tuyết. Nó không được như ở Cali này, phải đậu ở hai bên đường mà anh biết tuyết nó phủ ngập cả chiếc xe luôn. Nghe sơ bộ, ngày nào chúng ta cũng phải đi xúc tuyết. Và có thể nói nhiều người bị bệnh đau lưng hơn là những cái người dân của chúng ta ở California. Nếu mà trời lạnh như vậy đó mà phải cầm cái xẻng để mà đi xúc tuyết như vậy đã cũng nằm nóng lên rồi, là cái người mình nó cũng ấm lên được rồi. Nhưng mà thời kỳ tôi mới qua đi học thì anh biết rằng cứ hễ có tuyết lời sau tôi lại biết là cầm cái server đi và người ta mướn cứ $20 để xúc tuyết cho người ta. Hồi đó cứ xúc rồi sáng nào cũng đi. Nhưng mà kính thưa quý vị, có thể nói quý vị có điều kiện sống ở vùng lạnh, hai cái tay nó nóng có thiếu điều, mà cái điểm chính là hai cái tay mình nó nóng nha anh Trường. Cái nó lạnh đó, nó vào trong người mình, nó tôi thể nói rằng là đến bây giờ thì chắc là giả từ không bao giờ ở những vùng tuyết. Ngày hôm qua thì coi ở trên TV thì thấy vùng Lake Elsinore đã có tuyết và người ta đã phải giải cứu trong hai ngày đó là 180 vụ kẹt xe, vụ tai nạn xe, vụ người lái xe lái không được ở trên tuyết vân vân và vân vân. Nhưng mà có một cái tin này nè, kính thưa quý vị phải theo dõi cái tin này cho thật kỹ nha. Cái niềm mơ ước của đầu năm mà theo như một cái cơ quan thăm dò dư luận, họ hỏi đến 1028 người. Vâng. Thì trong đó những người này trả lời họ khó thực hiện được cái niềm mơ ước của họ. Cái quyết tâm của họ. Cái quyết tâm của họ. Tất nhiên là cái việc trước tiên là có 86% họ nói rằng là họ quyết tâm để làm sao mà mất đi 30 pound. Thì họ nói là 86 người họ nói là không có thể được. Trong lúc đó thì có 68% người họ cho rằng là khó có thể thực hiện mỗi tuần lễ đi đến cái chỗ phòng gym tập thể dục 3 lần trong một tuần lễ và không được. Nhưng mà có một cái này anh thì anh hy vọng anh cũng biết có được không này. 66% người ta thì cho rằng họ không thể nào chịu ngưng cái ăn mà tráng miệng đó, bánh tráng miệng. Tất nhiên là có 66% món đồ ngọt không thể thực hiện được. Nhưng mà anh chắc có lẽ không, anh chắc làm cái này được. Là người ta nói rằng là người ta quyết tâm để giữ save, tuy nhiên là giữ lại 10% cái tiền lương của họ mỗi tháng. Anh làm được không? Hay là anh giữ tới 20%? Anh nói tôi nghe coi. Chúng tôi thì phải nói rằng là khó lắm thưa quý vị. Vấn đề tiết kiệm tiền, vấn đề để dành tiền, vấn đề nhịn ăn, rồi tập thể dục thường xuyên, năm nào cũng có nói tới những quyết tâm là mình phải làm, nhưng mà tới cuối năm sau thì lại là quyết tâm nữa. Nhưng mà năm nay, nhưng mà năm nay anh phải quyết tâm giữ tới 20% hay là 10% tiền lương của anh hả? Phải thủ trên được. Năm nay tôi quyết tâm là sáng sớm mặc dù trời lạnh vẫn tới đài để làm chương trình Cà Phê Sáng với Đoàn Trọng. Cái đó không phải là quyết tâm mà phải làm. Kính thưa quý vị, hàng sáng chúng tôi phải thức dậy sớm và đi đến ở đây. Thật sự ra trong cái không khí giá lạnh mà chúng tôi chưa nghĩ đến như ngày hôm nay, thì đây có thể nói là một trong những sự thử thách lớn lao chứ không phải nhỏ anh. Dạ vâng, thưa quý vị nào mà đang để ý đến giá xăng mà nghe những ngày vừa qua là giá xăng sẽ tăng lên trong tuần lễ này đó, bắt đầu từ ngày đầu năm, tại vì những cái hóa chất mà để họ để vào trong cái xăng để làm cho xăng không dễ bị bốc hơi, thì mùa hè đã chấm dứt và mùa đông đã tới, cho nên họ sẽ không dùng cái hóa chất này nữa.
vân vân. Nhưng mà giá dầu trên thế giới giảm cho nên không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Chúng ta sẽ thấy giá dầu, giá xăng chúng ta mua vẫn còn tiếp tục giảm xuống một vài cent nữa cho cái ngày đầu năm. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì chúng ta vui mừng chia sẻ tất cả những tin tức của đồng bào chúng ta ở hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Thì trong lúc đó chúng ta nhìn về phía Bắc Mỹ, tại Canada, một thảm cảnh đã xảy đến với một gia đình người Việt của chúng ta. Một người Việt đã sát hại 8 người thân và sau đó tự tử ở Canada. Kính thưa quý vị, Phu Lam, 53 tuổi, người đàn ông gốc Việt đang sống tại thành phố Edmonton, Canada, bị cho là đã sát hại các thành viên trong gia đình sau một vụ tự kết liễu đời mình. Hai trẻ em cùng 6 người lớn được tìm thấy đã chết trong một cái nhà hàng Việt Nam mang tên là VN Express tại Fort Saskatchewan ở Edmonton, Canada vào sáng ngày 30 tháng 12 năm 2014. Có thi thể của một phụ nữ ở ngôi nhà khác. Đó là theo tin của cảnh sát Edmonton cho biết, thưa anh. Thật là đáng buồn, phải không anh? Dạ vâng. Nói về những cái sự chết này đó thì 9 người Việt này thiệt mạng vì gia đình họ đang gặp về khó khăn tài chính. Đầu tiên là hung thủ tên là Phú Lâm đó, thì người này đã chạy đến nhà vợ của mình bắn chết, rồi sau đó đến một vài nhà người quen, rồi cuối cùng lại tự sát trong một nhà hàng Việt Nam ngay tại khu vực của anh ta sinh sống. Đó là câu chuyện xảy ra vào sáng thứ hai vừa qua tại Canada. Mà có thể nói rằng là ở thành phố Edmonton là một trong những 5 cái cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại Canada. Trên đó có cỡ khoảng trên 100.000 người sinh sống. Theo những con số của cho biết thì họ nói rằng là cái tiểu bang Edmonton đó có tới 200.000 người Việt Nam sinh sống. Nhưng mà chúng tôi nghĩ chắc có lẽ đây là một cái dự kiện không có được chính xác cho nhiều. Tôi cũng không biết, nhưng mà tôi cũng có điều kiện tôi đến Canada nhiều lần thì tôi nghĩ rằng ngay cả Toronto đến Vancouver cũng chưa có những cái con số lớn lao như vậy, huống gì là tại thành phố Edmonton, thưa anh. Dạ vâng, thưa quý vị, trong năm mới này thì có nhiều cái mới. Chúng tôi có được một bản tin là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Thế Thảo đã nói rằng văn hóa của Hà Nội nó khác với văn hóa của Sài Gòn. Và ông nói rằng là hy vọng trong năm mới này, người dân của Hà Nội sẽ học được những gì người dân của Sài Gòn, nhất là về vấn đề xếp hàng, nhất là về vấn đề trật tự, vấn đề văn hóa khi đi qua đường, khi đi ăn uống, v.v. Văn hóa của Hà Nội thì như là hơi lộn xộn hơn nhiều so với lại văn hóa của Sài Gòn. Đâu ra đó, tức là khi mà chúng ta tới một cái chỗ nào mà bán hàng đó, mà có xếp hàng thì người ta xếp hàng ngay ngắn, chứ không phải như ở Hà Nội là cứ chen đại vào giữa. Còn về vấn đề ăn uống thì người dân ở Sài Gòn đó, khi người ta ăn đó thì những cái miếng chanh để vắt vào tô phở hoặc là những cái miếng thịt này kia đó, người ta không có quăng đại xuống dưới cái sàn nhà. Wow. Ở ngoài Hà Nội thì cứ ăn xong mà không thích quăng xuống ngay dưới cái chân của mình. Vâng. Khác nhau. Kính thưa quý vị, năm 2014 đã vĩnh viễn không còn dính liền đến với chúng ta nữa, nhưng thật sự đã nói rằng khởi đi từ tháng 3 và đến tháng 7, hai tai nạn máy bay của hãng hàng không Malaysia đã đưa đến một sự kinh ngạc. Và vào những ngày cuối năm của 2014 thì hãng Air Asia lại gặp phải một cái tai nạn. Đến bây giờ thì người ta đã có những cái áp lực tạo nên để làm sao cho ngành hàng không đạt được một cái mức độ an toàn. Đến bây giờ thì trong năm qua thì có 1.158 người đã thiệt mạng ở trên các tai nạn hàng không. Do đó người ta chọn năm 2014 là một trong những cái năm ác mộng của ngành hàng không, thưa anh. Trong ngày hôm qua chắc chắn là quý vị đã có coi đại hội Hoa Hồng diễn hành ở trên đường phố của thành phố Pasadena. Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại với những cái tin về những chiếc xe hoa diễn hành ngày hôm qua.